sự hỗn hỗn loạn này, cái sự hỗn loạn hay là chaos này, thì gạch gạch viết tắt của nó gạch gạch c, cái này là gì ạ? Mình để ở đến cuối ấy, mình để ở cuối cái câu lệnh của mình nhé, được chưa? Thì cái giá trị của nó từ 0 đến 100, mặc định là 0, 0 tức là gì ạ? Là không kích hoạt. Nhưng khi mà chúng ta kích hoạt cái chaos này thì nó sẽ diễn ra, cái câu chuyện nó sẽ diễn ra như nào? Đó là nó tạo ra cho mình những cái bức ảnh mang tính chất độc đáo, đột phá, sáng tạo và có sự biến thiên biến đổi nó rất là lớn. Đó. Ở đây anh chị em thấy là gì ạ? Ở đây là chế độ là không có chaos nha. Không có chaos thì nó tạo ra những cái bức hình đã rất là độc đáo, rất là đẹp rồi. Đây là một con cú với cả là gì ạ? Với cả cái trái dưa hấu kết hợp với nhau. Đấy. Rồi. Khi mà mình đưa vào chế độ là gì ạ? Chaos giá trị cao là 50 thì nó gì ạ? Nó tạo ra những cái biến thể sáng tạo, nó sẽ khác so với con này. Đấy, nó sáng tạo hơn. Nếu như mà rất cao là 100 thì anh chị em thấy không ạ? Nó tạo ra những cái hình ảnh mà nó gì ạ? Nó rất là lạ. Đấy, rất là lạ. Đó. Thì đây là cái cách để mà mình cho nó gì ạ? Cho nó sáng tạo. Được chưa ạ? Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể thấy những cái thông số. Đây là mặc định này. Đấy, pie apple. Đấy, pie apple là quả dứa. Đây là mặc định là không này. Đấy. Được chưa ạ? Khi mà đưa lên đấy, chaos là 0 này, 10 này, 20 này, đấy, 30 này, 40 này, 50 này, 60 này, 70 này, 80 này, 90 này, 100 này. Đấy. Thì càng lên cao ấy, thì cái biến thể nó càng độc đáo, nó càng nó tạo ra những cái mà có thể là mình cũng không hiểu nó là cái gì luôn. Đó, tức là cái sự sáng tạo của nó. Đấy. Đó, đây là một cái hình ảnh gọi là Gibbs core. Đấy, thì nó cũng tương tự như vậy. Nó tạo ra rất nhiều những cái biến thể mà nó mình không hình dung ra trước. Và đấy là sự sáng tạo. Được chưa ạ?